nói về hướng dẫn sử dụng cái dòng cân Nautilus này. Khi anh chị đặt một cái cân này lên một cái mặt phẳng ổn định bị kiên cố, rồi chúng ta tắt hết tất cả các quạt gió xung quanh cái cân này đi, tại vì dòng cân này dòng cân tiểu ly mà 0.01 mà, thì cân nó đòi hỏi cái môi trường nó phải tĩnh lặng để cân nó chính xác hơn. Sau đó chúng ta bấm on off chờ cân nó khởi động. Trong quá trình mà cân khởi động mà hiển thị 0.00g á, thì anh chị không có chạm tới cái cân, cũng không có di chuyển cái cân, đặt cái cân ở trên cái một cái mặt bàn nó đạt cái trạng thái thăng bằng. Rồi chúng ta chờ cân khởi động đến khi nào mà cân hiển thị 0.00 thì chúng ta bỏ hàng hóa ra chúng ta cân thôi ha. Ví dụ như cân điện tử giao phát, cân thử một cái nem cạp, rồi nặng là 1.34g. Rồi đó là trọng lượng mà chúng ta ghi nhận 1.3334, tại vì ở đây trong môi trường gió mà cân thử quay giao phát đang quay video clip á, có môi trường gió. Còn trong sử dụng thực tế thì anh chị cố gắng nha, chúng ta loại trừ những yếu tố động tới để cho cân hàng hóa nó chính xác hơn. Rồi chúng ta nói về chính là trừ bì là phím ta re này. Trong tất cả các dòng cân điện tử thì phím ta re gần như là cân thử nào cũng có cả, cho nên là anh chị nào đã sử dụng cái dòng cân này rồi, dòng cân điện tử rồi á, thì cái phím ta re này rất quen thuộc. Còn với anh chị nào mà đang tham khảo video lúc này để mình lên để định mua thì cũng nên quan tâm, tại vì tất cả các dòng cân điện tử đều có phím ta re và đều có chức năng cân trừ bì. Cân trừ bì là sao? Ví dụ như anh chị đang chọn mua cái cân này để về cân hóa chất, cân dung dịch, cân tôm mẫu, cân mũ cao su chẳng hạn, thì mình cần một cái cách nào đó để cân nó mới, nó sạch sẽ. Thì trước khi cân mình đặt một tờ giấy lên cái đĩa cân như thế này. Mình đặt làm sao đó để không nó không có tựa vào cái nắp cân anh chị ha. Rồi thì lúc đó cân như thế là 4g. Cái mình cần cân á chính là một cái hàng hóa mẫu này. Mình nói ví dụ vậy. Mình cần một cái cân để cân hàng hóa mẫu này. Mình không muốn nó hiển thị trọng lượng của tờ giấy này nữa. Thì cái phím khi đây anh đặt một tờ giấy này, sau đó anh chị bấm ta ra thì cân nó lập tức trở về 0.00, nói chung là cân trở về zero. Sau đó mình đặt cái vật mình muốn cân đây thì cân hiển thị là 47.4g. Đó là trọng lượng của cái vật mình cần cân, đó chính là cái remote này ha. Chứ không, nó không có hiển thị cái trọng lượng của tờ giấy này nữa. Sau khi cân xong mình lấy cái tờ giấy này xuống thì cân nó sẽ âm đúng cái trọng lượng vừa rồi. Thì mình muốn cân nó trở về zero để mình cân thì mình lại bấm tiếp tục bấm ta ra là cân nó trở về 0.00 để mình bắt đầu mình cân tiếp một cái mặt hàng hóa khác, ví dụ vậy. Rồi chúng ta đã xong cái phím ta ra rồi, chúng ta tiếp tục đến phím mod là mình bấm chuyển đổi đơn vị. Ví dụ như anh chị đang cân gam thì anh chị là để thấy mà trên màn hình có chữ G. Còn nếu mà anh chị muốn cân vàng, cân carat kim cương thì đơn vị CT, ví dụ vậy. Hay là anh chị muốn đơn vị cân vàng thì chúng ta vừa sử dụng đơn vị TL, ở đây nó chỉ hiện chữ L thôi. Ví dụ đây là chiếc nhẫn này là nhẫn không có nhẫn trơn ha, mà nó có hạt nữa, cho nên ví dụ thôi ở đây nó là lượng nè, chỉ nè, phân nè, ly nè, cho nên là cái chiếc nhẫn này chưa tới chỉ, ví dụ vậy ha. Một số anh chị khi mua cân tiểu ly về cũng thắc mắc không biết là cân vàng nó hiện như thế nào, thì qua video này thì cân tôi muốn chia sẻ với anh chị là anh chị chuyển qua đơn vị TL tất cả những dòng cân điện tử tiểu ly khác nha, chứ không riêng dòng cân này. Anh chị có mua dòng cân podcast thì nó cũng tương tự như vậy, anh chị bấm qua đơn vị TL, sau đó anh chị nhớ giúp mình là trước dấu chấm này nè, lượng, chỉ, phân, ly. Rồi vậy là mình biết mình bỏ vàng nên mình biết là nó đúng hay sai, cái cân nó đúng hay sai, hay là cái vàng nó đủ hay không. Rồi muốn trở về đơn vị gam thì anh chị cứ bấm tiếp phím mod đến khi nào cân nó hiển thị 0.00mg là gam á, là chỉ tiếp tục cân hàng hóa bình thường thôi. Rồi chúng ta nói đến cái chức năng PCS đếm số lượng. Sau khi anh chị khởi động cân đây rồi ha, anh chị muốn đếm sản phẩm, cái cân này nó hữu ích lắm, nó dùng đa dụng lắm. Ví dụ như một số anh chị nào mà trong may mặc hay trong sản xuất á, mà anh chị quản lý muốn cần mang theo cái cân này trong ba lô túi sách và đến truyền đến xưởng mà để cân những hàng hóa mà sản xuất mẫu á, có đúng trọng lượng, có đủ trọng lượng hay không, thì cái cân này hữu ích lắm. Tại vì nó thiết kế nắp gập như hồi nãy là cân tự giao phát đã chia sẻ ha. Rồi nó có luôn cái chức năng đếm số lượng nữa. Ở đây thì cân tự giao phát, ví dụ mình hoài là đếm cái những cái nem cạc này, hay những nem cạc này rất là nhẹ và cân này có thể đếm chính xác được. Rồi muốn đếm thì sao?
chị bấm giữ cái phím BCS này đến khi nào mà BCS, cái màn hình này hiển thị chữ BCS và hiển thị con số 25. 25 này có nghĩa là 25 sản phẩm mẫu mà anh chị phải đếm thực tế trước đó, có nghĩa phải đếm chính xác con số 25 rồi sau đó mà đặt lên cái cân. Ví dụ ở đây cân tự do phát ra đếm 25 rồi ha. Còn nếu như mà anh chị muốn muốn thay đổi con số này, mình muốn nó nhiều hơn thì mình bấm phím mod này nè, 25 50 75, thì có nghĩa là cái trọng lượng, cái số lượng mẫu mà đếm chính xác này càng lớn thì lát nữa mình đếm số lượng hàng thực tế nó càng chính xác hơn. Nghĩa là ở đây mình chỉ ví dụ minh họa thôi, ở đây cân nó hiển thị 25 thì mình bỏ 25 sản phẩm lên, còn nếu như mình muốn nó chính xác hơn mình bấm lên phần trăm là thì mình đếm 100 sản phẩm này, mình bỏ được cái cân là mẫu rồi. Bây giờ mình chọn 25 ha, mình đặt 25 cái nam càng này lên, sau đó mình bấm cái nút BCS để xác nhận, thì lúc đó đó cái mình lấy đi một sản phẩm hay bỏ thêm một sản phẩm cân nó sẽ hiện rất là chính xác. Ví dụ mình bỏ thêm một cái nó hiển thị 26, bỏ thêm một cái nữa nó hiển thị là 27, hay mình ví dụ như mình lấy xuống một ít như vậy, mình biết là chắc chắn trên này nó còn 17 sản phẩm. Đây là tính năng đếm mà rất là hữu ích khi mà anh chị đi cân số lượng kiểm tra hay là cân số lượng hàng, số lượng mẫu. Tại vì cái cân thì cân tiểu ly mà dễ dàng mang đi như vậy, nó sử dụng rất là chính xác, tại vì độ chính xác nó là 0.1 gram. Như vậy là qua video này thì anh chị sẽ đã thấy rõ được là một cái dòng cân notebook có kích thước lớn, đĩa cân inox 11 cm x 11 cm, màn hình rất là lớn và có đèn nền, chúng ta dễ dàng cân trong tối trong điều kiện thiếu ánh sáng, phím bấm to rõ dễ dàng bấm. Rồi với thiết kế nắp gập nữa, bảo vệ tốt đĩa cân, màn hình và bàn phím, và sử dụng pin tiểu nữa, linh động để mình mang đi và dễ dàng tìm mua thay thế. Như vậy cái cân này nó quá tiện dụng ha, vừa độ chính xác rất là cao 0.01 gram, vừa tiện dụng để mang đi và đa mục đích sử dụng, có nghĩa là vừa cân trọng lượng vừa đếm số lượng mà vừa có được cái chức năng là cân vàng nữa, cho nên là cái cân điện tử này rất được nhiều anh chị sử dụng và tin dùng. Như vậy xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình á, thì anh chị có thể là truy cập website hiện trên màn hình luôn, hoặc là gọi nhanh đến số hotline hiện thị trên màn hình, thì cân giá phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ. Và nếu anh chị nào đang xem video clip này trên YouTube á, thì cân tự giá phát cũng để một đường link bên dưới phần mô tả, anh chị cứ việc kéo xuống dưới nhấn vào đường link đó sẽ đến trực tiếp cái sản phẩm này, cái kênh điện tử này trên website của công ty kênh điện giá phát. Còn nếu như anh chị đang xem ở YouTube luôn và anh chị muốn để lại một lời nhận xét, một lời comment nào đó thì xin mời chị để lại trong phần comment, thì kênh giá phát sẽ lắng nghe mọi ý kiến của anh chị và sẽ phản hồi nhanh nhất có thể. Xin cảm ơn anh chị ạ, chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ.